Xin chào các bạn, ở trong video này mình sẽ dẫn các bạn một số lệnh để thao tác với những command line ở trong quá khứ. Thì đầu tiên là history này. Thì để các bạn liệt kê ra các cái liệt kê ra các lệnh trong quá khứ. Đó, thì mình sẽ history này. Đó là sẽ ra một số lệnh trong quá khứ cho mình. Mình đã sử dụng những lệnh nào. Thì với mỗi một lệnh nó sẽ có một cái ID. Đó. Thì tiếp theo là cái lệnh mà chấm than liên tiếp nhau. Đó thì cái lệnh này nó ý nghĩa gì? Lệnh này nó có nghĩa là nó sẽ chạy lệnh ngay phía trước vừa chạy. Đó, tức là bây giờ mình sẽ chấm than ở đây. Thì cái lệnh mà vừa check trước lệnh mình chạy là cái lệnh history này thì nó sẽ chạy lại một lần nữa cái lệnh này cho mình. Đó, nó chạy lại một lần nữa lệnh history cho mình. Đó. Thì thêm một cái lệnh nữa này là giả sử như là trừ 2 đây chẳng hạn, hoặc là trừ number ở đây một cái số nào đó, thì nó sẽ chạy lại cái lệnh từ phía hiện tại của mình đến trở về trước bao nhiêu đơn vị. Giả sử mình để là trừ 2 chẳng hạn, trừ 2 chẳng hạn thì nó sẽ chạy về lệnh là trừ 2 hai lần trước, hoặc là mình để là trừ 3 ở đây chẳng hạn thì nó sẽ chạy về bao nhiêu lần cho mình. Đó, thì mình sẽ để là giả sử như là chấm này, chấm than này và trừ 3 chẳng hạn. Đó, trừ 3 thì nó chính là clear, nó sẽ clear màn hình cho mình. Rồi, tức là chạy lệnh từ dưới trở lên này, vị trí thứ number, đúng không? Rồi, thì là cái việc như thế. Còn lệnh nữa, giả sử như là chấm này, chấm than này và một cái option đằng sau. Option đằng sau chắc tức là cái lệnh này đô la này. Thì nó thể hiện là nó thể hiện là tức là nó sẽ gán cái tên này, gán cái option, gán cái param này của lệnh phía trước vào đó. Giả sử bây giờ mình sẽ ls này vào trong một cái thằng map của mình. Mình có một cái folder là map ở trong cái thư mục desktop, đúng không? Bây giờ mình ls vào đấy, nó không có gì cả. Đó thì cái phần map này nó chính là một cái parameter khi mà mình đưa vào trong cái lệnh ls này. Đó thì bây giờ mình muốn sử dụng cái map này ở cái câu lệnh phía trước. Mình có map rồi, bây giờ mình muốn sử dụng nó ở cái câu lệnh thứ sau, thứ hai. Tiếp theo thì mình sẽ dùng một cái là ls này, giả sử bây giờ mình muốn ls lại một lần nữa bằng cách là lấy ra cái thông số đó là chấm than này và đô la. Đó, chấm than và đô la thì nó sẽ thể hiện cho là cái parameter của cái lệnh phía trước, nó sẽ thay vào trong này cho mình. Đó, bây giờ nó tương đương với việc là mình ls map và mình ra. Đó thì đấy là cái cách dùng. Còn một cái lệnh nữa để tìm kiếm lệnh. Giả sử như là mình có cái câu lệnh là pwd này, mình đã gõ ở đâu đó rồi, mình đã sử dụng lần nào đó rồi, và bây giờ mình chỉ cần nhấn chấm than này và pwd thôi. Đó, nhấn pwd thôi thì nó sẽ chạy cho mình cái lệnh mà bắt đầu bằng, đây mình sẽ memo ra này, pwd này thì nó sẽ chạy này lệnh mà gần nhất mà bắt đầu bằng pw. Đó thì ở đây không hẳn là pw mà các bạn có thể thay bằng một lệnh khác, một lệnh history hay lệnh gì đấy mà nó sẽ bắt đầu bằng một chữ cái nào đó, thì nó sẽ tìm trong cái history của mình, nó tìm trong cái đấy thì nó sẽ tìm cái đến cái lệnh mà gần đây nhất mình sử dụng có cái từ khóa chứa là cái từ mình cần tìm ở đây. Đó, ở đây mình đại khái thay là một cái là pw để cho giải thích cho dễ thôi, còn thực ra các bạn có thể thay được rất nhiều cái từ khác nhau, các cái từ khóa khác nhau. Đó, thì nó sẽ chạy lệnh gần nhất mà bắt đầu bằng cái từ khóa này, từ khóa này. Ở đây mình ví dụ là pwd thôi. Rồi thì ở đây nó sẽ bắt đầu bằng pwd là mình gần nhất, đúng không? Nó sẽ chạy cái lệnh là pwd, nó chạy lệnh này cho mình, tức là nó in ra cho mình được là mình đang ở desktop. Rồi thì để mà không chạy, để mà in ra thôi ấy, thì nó sẽ bắt đầu bằng câu lệnh là chấm than này và p này, w này và p đằng sau, tức là print ra thôi, chứ nó không có chạy lệnh đấy.
nó chỉ print cho mình câu lệnh thôi. Đó, thì đó là một số cái cách dùng ở trong cái phần liên quan đến các cái lệnh trong quá khứ thì các bạn có thể search được. Đó, thì để mà sử dụng cho cái terminal này tiện hơn thì cùng một số các cái thủ thuật khác. Giả sử bạn đang có một màn hình chẳng hạn. Đang một màn hình thì bây giờ bạn muốn tăng thêm cái số lượng màn hình terminal lên thì các bạn có thể, nếu mà trên Ubuntu thì các bạn có thể nhấn là Ctrl Shift và T. Đó, thì nó sẽ tăng lên cho các bạn một cái màn hình nữa. Và các bạn cứ nhấn như thế, cũng như Ctrl Shift T thì nó tăng dần lên cho các bạn. Đó, và các bạn muốn thoát khỏi cái màn hình nào thì các bạn có thể nhấn là Ctrl D chẳng hạn, nó sẽ tắt cho các bạn các cái màn hình đấy. Đó, thì đó là một số cái thủ thuật để có thể tăng tốc được khi mà các bạn thao tác trên Ubuntu, thao tác trên Terminal. Đó, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Push.